Xin chào bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại Khôi Ngọc. Đúng như mình đã đăng trên community, đó chính là hôm nay mình sẽ trên tay bạn một cái mẫu máy mình đã săn cực kỳ lâu rồi. Đó chính là chiếc Xiaomi Mi Pad 2, một cái sản phẩm mà nó có thể cài được cả hệ điều hành Windows 10 nữa nhá. Tuy nhiên thì thời điểm hiện tại nó cài được cũng nhà sụp được hay không thì nó sẽ là một câu hỏi khác. Còn hôm nay thì mình sẽ trên tay với bạn cũng như là chia sẻ những trải nghiệm của mình về một cái mẫu máy tính bảng nó có thể gọi là ra mắt khá lâu rồi. Và hiện tại thì mình vừa mới mua được rồi nhá. Nói chung là cũng săn khá lâu và mức giá của nó sẽ là 2 triệu đồng. Thực sự mức giá 2 triệu đồng có thể gọi là nhỉnh hơn chứ Xiaomi Mi Pad 1 một xíu rồi à. Đấy, và hôm nay mình sẽ chia sẻ với bạn nó có gì thú vị, có nên mua hay không. Hãy tham khảo video ngày hôm nay nhá. Và đầu tiên thì mình sẽ chia sẻ với bạn những cái trải nghiệm của mình về chiếc Mi Pad 2 này nhá. Thực sự đây là một cái sản phẩm mà mình đã chờ đợi cũng như là mình đã săn rất là lâu rồi. Bình thường mình thấy rằng mức giá của nó sẽ khoảng tầm 2 triệu 6, 2 triệu 7 đấy. Tuy nhiên thì mình đã săn được một cái shop, nói chung là shop mới mở ở trên Shopee, thành ra mức giá của nó chỉ 2 triệu thôi. Ban đầu mình còn hơi lo ngại việc là liệu có lên mua hay không. Nhưng mà cuối cùng mua thì bạn thấy đấy, chúng ta có một chiếc máy hoạt động nhá. Nhưng ở cơ bản thì máy mình nhận được nhá, các bạn thấy rằng ngoại hình của nó, tất nhiên mình đoán đây là vỏ đã thay rồi, nhìn nó vẫn tương đối là ok. Nhưng mà cá nhân mình ấy thì dù sao một chiếc máy cũ như này mà nó thay vỏ đi, đây là vỏ kim loại nhá, chứ còn nếu mà vỏ cũ của nó ấy, thực sự rất là tệ. Mình đã mua được một chiếc máy Xiaomi Mi Pad phiên bản cũ của một người bạn mình. Tuy nhiên thì máy đó bị lỗi, thành ra mình không dùng được, chứ không mình làm review của bạn lâu rồi. Con này thì vỏ của nó phải nói là ok các bạn nhá. Và nếu bạn nào đã thấy rằng Xiaomi Mi Pad 1 đã là một phiên bản học hỏi rất là nhiều của chiếc iPad mini rồi ấy, thì em này còn học hỏi tốt hơn nữa. Đó chính là những phần thiết kế của nó thì phải nói là cực kỳ giống luôn. Từ những cái phần vỏ bên ngoài nhá, bạn che logo đi, dán logo quả táo vào thì cứ gọi là iPad, iPad phải không anh? Đấy, mọi người sẽ nói như vậy. Chúng ta sẽ có loa kép ở dưới này, nhưng mà thấy. Tuy nhiên cái phần loa bên dưới này nó sẽ có một vấn đề, đó chính là khi bạn đặt xuống dưới nhá, nó sẽ không thoát được âm. Và mình khuyên các bạn đó chính là chúng ta sẽ đẩy gách lên một tí. Còn cá nhân mình đánh giá thì đây, ngoại hình của nó tương đối giống chiếc Mi Pad 1, tuy nhiên thì nó được làm với vỏ kim loại chắc chắn hơn cũng như bền bỉ hơn. Và cá nhân mình đánh giá thì cái thiết kế này nó cầm rất là đã tay cũng như là nó nhẹ nhàng hơn so với chiếc Mi Pad 1. Mi Pad 1 ấy thì bạn nào đã biết rồi, đó thì là nó nặng đến 360g, trong khi đó em này ấy, nó sẽ chỉ nặng là 322g mà thôi. Còn về phần màn hình ấy thì bạn sẽ có kích thước đây vẫn là 7,9 inch nhá. Tấm nền tất nhiên vẫn sẽ là IPS LCD rồi. Và cái mật độ điểm ảnh của nó sẽ là 324 ppi, cũng như đây một màn hình, kích thước của nó sẽ là 7,9 inch. Và cái tỷ lệ nhá sẽ là 4:3. Nói chung đây là một tỷ lệ của những cái mẫu máy tính từ Mi Pad 1 này, Mi Pad 2 nó cũng sẽ giống nhau. Và tất nhiên sẽ giống iPad rồi. Và cái độ phân giải của mình đây sẽ là Full HD các bạn nhá. Và tất nhiên với một cái màn hình Full HD ấy, thì các bạn hoàn toàn có thể xem những video trên YouTube với cái độ phân giải đó chính là Full HD rồi. Còn khả năng hiển thị của em này nhá, mình nói rằng nói chung là nó cũng bình thường thôi. Nó không phải quá đẹp hay là quá sặc sỡ gì cả, mà nói chung là nó ở mức trung bình. Những cái như kiểu là rực rỡ thứ vân vân các bạn có thể xem ở đây. Tất nhiên nó sẽ có hiện tượng nói chung là bending nhẹ khi mình thấy rằng những cái chuẩn vùng màu ấy nó sẽ có hiện tượng nói chung là chưa đồng đều cho lắm. Nhưng mà dù sao thì với một cái mẫu máy tính bảng tầm giá 2 triệu, mình đánh giá rằng như vậy cũng đã quá ổn rồi. Quan trọng nó vỏ kim loại nhá, cầm cứ gọi là sướng cực kỳ đừng hỏi. Cơ bản về mặt giải trí, mình nghĩ rằng màn hình của nó hiện tại vẫn đủ đáp ứng nhu cầu như đọc báo, xem phim của bạn. Và cái loa ngoài của nó ấy, hai cái loa kép ở dưới này các bạn ạ, thực sự kêu cực kỳ là to luôn. Và nếu bạn nào đang có nhu cầu giải trí hay tìm là một cái mẫu máy tính bảng để xem phim ấy, mình nghĩ rằng em này rất là cao nhá. Màn hình kích thước vừa phải, loa cực kỳ to luôn. Nhưng mà đáng tiếc loa của ấy thì đặt cả hai cái cùng một phía, thành ra nó không có hiệu ứng stereo. Nếu mà nó loa một trên một dưới ấy, thì nó sẽ ngon hơn rất là nhiều. Và tất nhiên nếu bạn nào đang tìm một cái mẫu máy tính bảng nó nhỏ gọn một chút như kiểu em Mi Pad 2 này, có thể tham khảo đường link mình để bên dưới phần mô tả nhá. Cá nhân mình thấy thì cái Mi Pad 2 này mức giá 2 triệu thực sự mức giá rất là tốt rồi. Link mình để bên dưới phần mô tả, bạn dễ dàng tham khảo. Link này ấy, thì mình cũng vừa mua, các bạn xem phần đánh giá chắc có đánh giá của mình luôn đấy. Về phần màn hình là vậy, còn bây giờ chúng ta hãy cùng nói thông số về phần đó chính là cấu hình nhá. Cụ thể em này sẽ có một con chip, nói chung là nghe nó khá lạ ở trên những mẫu máy tính bảng, đó chỉ là Intel Atom X5Z8500 với 2GB RAM cũng như bộ trong 16GB. Các bạn hoàn toàn có thể cài Windows lên những cái mẫu máy tính bảng Mi Pad như này, bởi vì trước đây Xiaomi họ cũng đã từng bán một cái phiên bản chạy Windows 10 rồi. Hôm sau thì mình sẽ thử cài Windows 10 trên này để xem là nó có trường liên minh hay không nhá. Đấy, cơ bản là mình thấy rằng thời điểm hiện tại cái phiên bản này các bạn vẫn có thể cài những cái như kiểu YouTube này, sau đó là không bị hạn chế quá nhiều việc cài app. Tuy nhiên có lẽ là do cái phiên bản Android của nó ở thời điểm hiện tại, mẫu máy mình vừa mua được đây, mình chưa cài lại ROM riêng gì nhá, nó sẽ chỉ là phiên bản Android khá là cổ điển ở đây, mình sẽ cho bạn xem. Và như bạn thấy thì phiên bản Android này sẽ Android 5.1 cũng như MIUI 9 nhá.
hôm sau thì mình sẽ up lên cái phiên bản Android cao hơn là Android 9 hay Android 10 xem nó có sống ok hơn hay không. Bởi vì hiện tại Android 5 ấy nó rất là hạn chế luôn. Những cái như kiểu là các bạn chơi game nhá, các bạn mở liên quân nó không thể nào chơi được luôn, hay là mở liên minh tốc chiến vậy, nó chỉ một thời gian ngắn là nó sẽ bị đít ra mà thôi. Đấy các bạn thấy không, tốc độ nói chung là nó không thực sự là tối ưu cho cái mẫu máy cũng như là con chip này luôn. Và cơ bản thì mình đã test rồi với Liên Quân Mobile cũng như là Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến ấy, thì hai tựa game này mình tải về, tuy nhiên mình không thể mở được game. Có lẽ là do Android cũ cũng như là do con chip Intel nó khá là kén, thành ra mình sẽ phải cài một cái phiên bản ROM khác bạn ạ. Còn cái bản ROM này ấy, mình thấy rằng dùng để như kiểu lướt Facebook, lướt YouTube các thứ vân vân, nói chung nó vẫn tương đối là ổn, nó không gây ảnh hưởng quá nhiều, bởi vì những cái ứng dụng này ấy, nó không bị diss như kiểu là những cái tựa game kia. Còn như bạn thấy thì trải nghiệm Facebook của mình nhá, nó sẽ hơi giật một chút, cũng như là tốc độ load ảnh của nó không thực sự là cao, có lẽ là do cái phiên bản Android thôi. Hôm sau thì mình sẽ cài lại, bởi vì cái phiên bản Android này mặc dù nó hoạt động tốt thật nhưng mà vấn đề là nó kén áp quá các bạn ạ. Về phần cấu hình thì vậy, còn bây giờ chúng ta hãy cùng nói về phần camera nhá. Cụ thể các bạn sẽ có đầy đủ camera trước cũng như camera sau luôn. Camera sau nhá, đây ở chỗ này các bạn sẽ có độ phân giải là 8 megapixel với khẩu độ f2.0. Khả năng quay video của nó thì tất nhiên rồi sẽ chỉ tối đa là Full HD mà thôi 30. Còn camera trước này, đấy, mặt mình đẹp trai không các bạn? Nếu các bạn thấy đẹp trai thì hãy like cũng như subscribe nhá. Uầy, cả mặt thực sự là bá đạo thật. Uầy. Và cái độ phân giải của nó sẽ là 5 megapixel nhá. Chúng ta sẽ có những filter ở đây, bạn thấy không? Thấp, vừa, trung bình này. Thực sự là cái trải nghiệm camera của nó thì mình đánh giá không cao lắm ở đây, đủ để video call thôi. Và cuối cùng nói về dung lượng pin nhá, pin của này sẽ thấp hơn cả chiếc Mi Band 1. Nó sẽ chỉ có dung lượng là 6190 mAh đây mà thôi. So với chiếc Mi Band 1 dung lượng sẽ là 6700 mAh, và có lẽ đó cũng là một trong lý do khiến Mi Band 1 nó nặng hơn em này. Nhưng mà cá nhân mình thấy thì em này nó là một cái mẫu máy cho thiết kế nhỏ gọn, cũng như là cầm nắm vừa phải, chỉ khoảng tầm 300g thôi, không nặng quá, cũng như là vừa đủ để các bộ cụ như kiểu là đọc báo này, xem phim các thứ vân. Và đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ với các bạn về chiếc Xiaomi Mi Pad 2. Cá nhân mình giá thì có thể coi là đây là một phiên bản cao cấp hơn của chiếc Xiaomi Mi Pad 1. Tuy nhiên thì con chip tất nhiên sẽ Intel Atom rồi, thành ra nó sẽ hơi kén áp một chút. Ngoài ra cái phiên bản ở đây ấy, mình đang có đó chỉ phiên bản MIUI với Android nó đã khá là cũ rồi, 5.1. Nó không tương thích quá nhiều với app, thành ra hôm sau mình sẽ cài đặt ROM cũng như là những phiên bản ROM khác để xem nó dùng OK không. Còn ở thời điểm hiện tại thì mình thấy rằng đây vẫn là một cái mẫu máy có thể coi là tầm 2 triệu các bạn đáng để lưu tâm, với một cái thiết kế có thể coi là hoàn thiện tốt từ những phần như kiểu vỏ, sau đó màn hình, nói chung là cầm vừa tay, ôm các thứ ok, các bạn dùng như kiểu đọc báo, xem phim các thứ mình đánh giá rằng vẫn ổn. Còn hôm sau mình sẽ cài một cái phiên bản ROM khác cũng như là thử test game để xem là hiệu năng của nó có ổn không, và tất nhiên sẽ có những video cài Win 10 lên cái mẫu máy tính bảng Mi Pad 2 này nhá, để bạn cùng chia sẻ những cái trải nghiệm. Và tất nhiên rồi, nếu bạn nào mua cái mẫu máy Mi Pad 2 trước khi mà nó lại hết hàng một lần nữa ấy, thì link mình sẽ để bên dưới phần mô tả bạn dễ dàng tham khảo. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại bạn trong các video lần sau. Nhớ bấm like cũng như subscribe của kênh Khôi Ngọng nhá. Nói chung là mình sẽ cố tìm đến những cái máy nó hay, nó thú vị để chia sẻ với các bạn. Còn bây giờ bye bye.